Nhà gần biển ở tại thành phố Nha Trang với diện tích sử dụng là 166m, nhưng mà giá chỉ có 3,9 triệu. Các anh chị hãy xem hết video này để xem luôn review về ngôi nhà này nhé. Cực đẹp ở tại thành phố Nha Trang. Ngày hôm nay thì Mỹ Lu sẽ đến review một căn nhà ở tại đường Nguyễn Biểu, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, với tổng diện tích sử dụng là 166m, với diện tích đất là 76m và có 3 phòng. Thì bây giờ Lu sẽ quay ngược lại để gửi đến tất cả các anh chị. Đây là một cái vị trí mà chúng ta có thể là mua để ở, hưởng cái khí hậu ở tại thành phố biển Nha Trang. Với diện tích là 76m² và tổng diện tích sử dụng là 166m² với 3 tầng, 3 phòng ngủ thì rất là phù hợp với nhu cầu ở ở tại thành phố biển Nha Trang. Hiện tại thì với cái giá 3,9 triệu thì sẽ rất là khó để lựa chọn một cái sản phẩm gần biển và đường rộng. Vậy nên nếu như mà các anh chị đang quan tâm một sản phẩm ở gần biển thì các anh chị đừng quên là hãy liên hệ đến Mỹ Lu để Mỹ Lu có thể gửi thêm những cái thông tin đến tất cả các anh chị của nhà đầu tư để chúng ta có thể sở hữu ngay căn nhà này.